An xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì An đã tới Washington DC. Đây là cái thẻ để mình sử dụng phương tiện công cộng nè. Thành phố đầu tiên An tới là thành phố Alexandria, nằm ở phía nam của Washington DC. Cách Washington DC một chuyến xe điện đi cỡ chừng 20 phút. Hiện tại thì An đang đứng trước một cái chợ farm buôn bán rau củ họp mặt vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Đây là một trong những cái chợ farm mà lâu đời nhất ở Mỹ mà vẫn duy trì hoạt động tại cùng một chỗ, là ở cái vị trí này đây từ những năm 1700. Thành phố Alexandria rất là xinh đẹp, như là một cái thị trấn cổ vậy, với những cái con đường lát đá, rồi chung quanh thì có những cái tiệm và hàng quán nhỏ nhỏ với cái cửa ra vào, nhỏ nhỏ cái cảm giác giống như là ở châu Âu vậy. Tuy là Alexandria cách Washington DC chỉ có 20 phút đi xe lửa thôi, nhưng mà ở đây thì An cảm giác rất là yên tĩnh. Dịp An lên Washington DC thì An thấy đường phố bị đóng lại để sửa chữa rất là nhiều. Không biết quanh năm suốt tháng có như vậy không? Thì An thấy là sự khác biệt giữa hai cái thành phố này nó là như vậy. Không biết là mọi người trong tương lai có việc phải đi Washington DC hay là đi du lịch ở đây, thì mọi người có thể cân nhắc là mình ở Alexandria, thì thành phố giống như một cái thị trấn cổ nhỏ. Rồi nếu mà mình muốn vào trung tâm thành phố Washington DC thì chỉ việc đi xe lửa vào thôi. Này mà mọi người có nước cốt dừa rồi cái bỏ chút xíu dừa nạo vô là ngon tuyệt vời luôn. Chào buổi sáng mọi người. Sáng nay thì mình đi xe lửa vào trung tâm Washington DC. Hôm nay thì mình sẽ đi tham quan ở một vài địa điểm ha. Trước khi mà mình đi tham quan thì mình xin cho mọi người xem cái bản đồ của Washington DC nó như thế này. Hy vọng cái bản đồ này sẽ giúp cho mọi người hình dung được và sắp xếp được những cái vị trí, những nơi mọi người muốn tới tham quan khi mọi người có dịp đi Washington DC nha. An tới tượng đài Washington trước là chỗ này, là vì tượng đài Washington thì nó gần cái trạm xe lửa nhất. Mọi người thấy ở trên bản đồ những cái điểm mình tới tham quan nó nằm ở trên một cái mảng màu xanh như là cỏ ha, như là một cái công viên khổng lồ vậy, như một cái bãi cỏ khổng lồ vậy, nói chính xác hơn là vậy. Mọi người có thể đi từ điểm này tới điểm kia nha, nhưng mà chỉ có điều là hơi lâu thôi. Đứng từ tượng đài Washington nhìn sang bên trái, nhìn sang phía tây, đó là tượng đài Lincoln để tưởng nhớ tổng thống Abraham Lincoln. Còn ở phía bắc này, chỗ này đây, đây là Nhà Trắng. Còn ở phía đông là điện Capitol Hoa Kỳ hay là Tòa Quốc hội Hoa Kỳ. Kế bên nữa là Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Còn cái điểm nằm ở trên đây là Chinatown. Thì đây là 6 điểm đến của An. An tới tượng đài Washington rồi. Từ trạm xe lửa đi ra tới tượng đài Washington không có lâu đâu, đi bộ một chút xíu đâu mọi người ơi. Khoảng thời gian này là đầu cho tới giữa tháng 10 năm 2024 thì trời không có lạnh chút nào hết mọi người ơi. Mọi người có thể thấy là du khách đi chung quanh nè, không có ai mặc áo lạnh hết, thời tiết rất là dễ chịu. Hôm nay cũng là một cái ngày nắng đẹp, rất là thích hợp cho mình đi bộ, mình vừa đi dạo mình vừa ngắm cảnh, mình vừa chụp hình ha mọi người ha. Đứng từ dưới chân của tượng đài Washington nhìn lên, nhìn thấy rất là hùng vĩ ha. Bây giờ An sẽ cho mọi người xem phía đông, phía bắc và phía tây đứng từ tượng đài của Washington thì nhìn như thế nào ha. Hồi nãy là mình thấy ở trên bản đồ rồi, còn bây giờ thì nó là đời thực đây. An đứng xoay về phía bắc ha, thì ở trước mặt mọi người đó là Nhà Trắng. Rồi bây giờ mình sẽ quay về phía tây. Ở phía tây là tượng đài Lincoln, đó, ở đằng xa xa đó mọi người. Tượng đài Lincoln của Tổng thống Abraham Lincoln thì mọi người thấy như là một cái bãi cỏ khổng lồ ha. Khu này như là một cái khuôn viên khổng lồ vậy, mọi người có thể đi bộ từ điểm này tới điểm kia. Chỉ có điều là hơi lâu một chút xíu thôi nha. Lâu là cỡ chừng nhìn thấy gần như vậy nhưng mà cũng sẽ tốn cỡ chừng 30 phút đi bộ đó. Rồi bây giờ mình quay mặt về hướng đông ha. Thì hướng đông xa xa ở đằng kia là điện Capitol Hoa Kỳ hay còn gọi là Tòa Quốc hội Hoa Kỳ. Còn bây giờ thì An bắt đầu di chuyển về phía Tây để mình đi tới đài tưởng niệm Abraham Lincoln.
Rồi, sắp tới tượng đài Lincoln rồi. Bây giờ An quay ngược lại cho mọi người xem nè. Đằng kia là tượng đài Washington. Đó, đi thì mình nhìn trên hình thì mình cảm giác gần lắm, nhưng mà đi thì cũng 15, 20 phút, 25 phút, không có gần đâu mọi người. Mọi người nên cân nhắc về thời gian nha. Ở phía trong của tượng đài Lincoln thì rất là đông đúc. Sau khi ở trong đó một vài phút thì An bắt đầu đi bộ ra ngoài đường. Rất là may mắn một ngày đẹp trời như vậy, thời tiết lại dễ chịu. Đi bộ thích lắm mọi người ơi. Di chuyển trong Washington DC bằng phương tiện công cộng cũng rất là tiện lợi. Mọi người cũng có thể leo lên xe bus để đi từ điểm này tới điểm kia ha. Còn bây giờ thì An đang đứng ở phía đông của cái bãi cỏ khổng lồ đó ở Tòa Quốc hội Hoa Kỳ. Hiện tại thì đang đứng ở trong khuôn viên của Capitol. Ở đây có một cái bản đồ nhìn từ trên cao nhìn xuống của Tòa Quốc hội Hoa Kỳ nè mọi người. Mọi người thấy cái cấu trúc của khuôn viên này nhìn giống như một con cú không mọi người? Ở đây nè mình có hai con mắt của con cú nè. Rồi ở đây là cái mình của con cú. Rồi ở chính giữa đó là cái Tòa Quốc hội Hoa Kỳ. Nó nằm ở ngay chính giữa của con cú luôn. Mọi người nhìn thấy có thú vị không mọi người? Nếu như mà ai có thời gian thì mình có thể là đi dạo chung quanh cái khuôn viên. Mình đi viền theo cái hình của con cú luôn mọi người ha. Rồi, ở đây An quay một vòng khuôn viên ở bên ngoài của Tòa Quốc hội đây mọi người. Còn kế bên nhìn sang thôi, gần lắm mọi người ơi, đây là Thư viện Quốc hội. Thư viện Quốc hội mở cửa cho công chúng vào nha. Mọi người được vào miễn phí, nhưng trước khi vào thì mọi người phải đặt vé ở trên mạng, ở trên cái website. Làm cách này An đoán thôi nha, để họ có thể bảo đảm được cái chất lượng cho khách tham quan và cả an ninh nữa, thông qua cái việc điều chỉnh cái số lượng khách ra vào. Không để quá đông, chắc là có vấn đề an ninh nữa, An đoán vậy thôi nha mọi người. Còn đây là cái bản đồ giống cái bản đồ hồi nãy mình xem nè. Bây giờ thì mình đang đứng ở đây và cái Thư viện Quốc hội thì nó nằm ở đây đây mọi người, nó nằm ở trên đầu của con cú. Đây mọi người ơi, Thư viện Quốc hội đi bộ từ bên kia sang bên này không có lâu đâu, rất là nhanh, cỡ chừng 5 phút thôi mọi người à. Còn Tòa Quốc hội Hoa Kỳ thì nó nằm ở hướng đó, bên kia. Còn bây giờ thì An đang đứng ở trạm xe bus để đợi cái xe bus chạy đường dài. Chỗ này là ngay ở ngoài Thư viện Quốc hội luôn. Từ đây thì mọi người có thể bắt cái Communal Bus, là xe bus chạy đường dài để lên Baltimore. Bây giờ An đang đứng đợi xe bus mọi người ơi. Từ DC mọi người có thể lên Baltimore bằng xe bus chạy đường dài nha. Từ đây lên tới đó thì cỡ chừng 1 tiếng rưỡi đi bằng xe bus. Chào buổi sáng mọi người một lần nữa. An quay lại Washington DC một ngày khác. Lần này thì mình đi bằng xe lửa. Khúc này là cũng gần ở cuối cái chặng đường đi Washington DC của An rồi. Thì hôm nay An sẽ bắt xe lửa đi vào Washington DC, rồi sau đó thì mình sẽ đi tham quan Chinatown ở Washington DC nha. An mướn Airbnb ở lại Washington DC một đêm. Sáng ngày hôm sau thì An đi tham quan Chinatown, rồi sau đó thì An sắp xếp để mình ra sân bay chuẩn bị bay về Minnesota. Đây là phong cảnh Chinatown ở Washington DC đây mọi người. Không giống như là Chinatown ở những thành phố khác như là San Francisco hay là LA, thì cái con đường ở Chinatown ở Washington DC nó rất là rộng. Như vậy đây mọi người có thể thấy là xe bus nè hay là xe ô tô, họ chạy trên một cái con đường rất là lớn. Ngõ vào Chinatown của Washington DC rất là đẹp, mọi người nhìn nè, đẹp ha. Cái cổng lớn ở ngoài rất là nhiều du khách ăn thấy đứng lại chụp hình. Ở phía bên kia cổng thì ăn thấy cũng giống như ở phía bên đây của cái cổng thôi.
An đi ngang tiệm thuốc Walgreens mà An thấy kế bên chữ Walgreens có một chữ tiếng Hoa nè mọi người. Lần đầu tiên An thấy như vậy luôn á. Chuyến đi Washington DC của An đã đến lúc kết thúc. An xin tạm dừng cái video này ở đây nha mọi người. An hy vọng là mọi người thích những cái thước phim mà An quay. Và An xin hẹn gặp mọi người ở những cái video khác. An chúc mọi người một ngày tốt lành và vui vẻ. Tạm biệt.